Hello cả nhà. Cả nhà mình ăn cơm chưa? Lại là Hoàng Viết đây. Viết chào tất cả quý cô chú anh chị nha. Hello cả nhà nha. À, chào Sang Nguyễn nha. Sang Nguyễn là ở thị trường nào nhỉ? Không biết uống miếng nước nhé. Hello cả nhà mình nha. Cả nhà mình đã ăn cơm chưa? Hiện tại bây giờ thì Hoàng Bích thấy có ba bạn trong livestream của Hoàng Bích nhưng không không comment, cho nên Hoàng Bích không biết là ai. Mọi người có thể comment giao lưu với Hoàng Bích chút được không ạ? À, mọi người ơi, chúng ta hãy dừng lại livestream của Hoàng Bích để chúng ta có thể là lắng nghe câu chuyện mà Hoàng Bích chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Mọi người có thể comment cho biết nào, hôm nay Hồng biết sẽ chia sẻ một cái chủ đề, đó là tính thời đại của công nghệ OT, hay còn gọi là tính thời cuộc ấy, đúng không ạ? Tại sao cái công nghệ OT chúng ta nó lại mang tính thời cuộc, đúng không ạ? Nó lại là một cái công nghệ mà không chỉ là đáp ứng nhu cầu của một nhóm người, của một quốc gia, mà tất cả các quốc gia đều phải gì cần đến nó, đúng không ạ? Đấy, bởi vì sao đấy, chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ được bật mí nha. Mọi người có thể comment cho Hoàng Viết nào. Và hôm nay thì Hoàng Viết và tất cả quý cô chú anh chị sẽ cùng giao lưu với một cổ đông rất là tâm huyết của tập đoàn mình, đúng không ạ? Rất là tâm huyết của tập đoàn. À, mọi người ơi, comment mạnh cho Hoàng Viết nào. Công bằng mạnh mẽ cho Hoàng biết nào. Mọi người đi đâu rồi nhỉ? Mọi người ơi, hãy nhanh tay vào livestream của Hoàng biết đi nào. À, mọi người đã chắc đang ăn cơm đúng không ạ? Chúng ta có thể là nhanh tay vào livestream Hoàng Biết và chia sẻ livestream cho Hoàng Biết với nha. Hôm nay Hoàng Biết sẽ đến với tất cả quý cô chú anh chị một cái chủ đề là tính thời cuộc của công nghệ OT, và chúng ta cũng sẽ cùng giao lưu với một cổ đông rất tâm huyết của tập đoàn, đúng không ạ? Một người em đã từng là làm công ở trong và ngoài nước, quý cô chú anh chị ạ. Thế nhưng mà gì nhỉ, mười mấy năm đúng không ạ, chúng ta đi làm công, vậy thì thế nhưng mà cái tài chính chúng ta vẫn không thay đổi, đúng không ạ? Và khi tài chính chúng ta không thay đổi mà chúng ta lại gì nhỉ, lại
càng cống hiến, càng tâm huyết thì chúng ta lại càng không đạt được cái đích đến, thì chúng ta phải gì? Phải dừng lại ngay, đúng không ạ? Cho nên người ta nói là đừng mắc bẫy vào một công việc mà chúng ta hãy mắc bẫy vào sự nghiệp, đúng không ạ? Bởi vì công việc chỉ cho chúng ta cuộc sống ổn định mà thôi, đúng không ạ? Duy trì sự sống của chúng ta. Còn sự nghiệp thì mới giúp chúng ta đạt đến cái đích của tự do tài chính, đúng không ạ? Đấy, cho nên là quý cô chú anh chị hãy nhanh tay nhá. Nhanh tay chúng ta có thể giao lưu cùng với Hoàng Biết, và chúng ta có thể chia sẻ cái live stream Hoàng Biết đến những người thân, những người bạn, những người anh em của mình, đúng không ạ? Mọi người ơi, và tương tác và chia sẻ live stream cho Hoàng Biết nào. Hello cả nhà. À, chào em Như Vương, chào cháu Như Vương nhá. Chào cháu Như Vương, chào Hoàng Bảo Ngân nhá. Hoàng Bảo Ngân vừa nay thay hình nền à? Ở đây là màu đỏ chói à? Chào Như Vương, hôm nay đợt này có gia tăng thêm gói vinh danh không? Hôm nay là đợt vinh danh này, có thể là sẽ là đợt cuối đúng không ạ? Cho nên là mình cần phải gì? Gia tăng thêm tài sản ngay đi. Đấy, toàn là những cái người cháu đúng không ạ? Những người em còn rất là trẻ. Và các bạn mà tiếp cận với cái công nghệ UT này đúng không ạ? Và nắm giữ cổ phần khi còn rất trẻ như vậy thì chắc chắn là tương lai của các bạn sẽ là trở thành tỷ phú và triệu phú ở cái tuổi còn rất là trẻ đúng không ạ? À, con chào cô Minh Thịnh nhá. Cô Minh Thịnh cũng là một người cô hết sức là tâm huyết với công nghệ chúng ta. À, cô luôn luôn là người Hoàng Biết thấy là phát triển bản thân rất là lớn. À, luôn luôn là học rồi làm rồi lan tỏa và chia sẻ đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cần phải học tập tấm gương của cô Thịnh này, đúng không ạ? Chúng ta chào Đặng Hồng Giang nhá. Mọi người có thể là chia sẻ live stream cho Hoàng Biết với nha. Đặng Hồng Giang là một người em rất là tuyệt vời, rất là năng lượng và rất nhiều kiến thức, quý cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều kiến thức bởi vì em có những cái sự trải nghiệm hết sức là tuyệt vời. À, dạ cháu hai gói được 900 cổ phần. Wow, quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng cháu nha. Nếu như mà 900 cổ phần, gần 1 triệu cổ phần là không còn có cơ hội để nghèo nữa đâu, đúng không ạ? Chúng ta không còn cơ hội để nghèo nữa đâu ạ. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải gì? Thật sự rất là vui, tự hào, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta lại chứng kiến tất 80 cổ đông chúng ta đang hiện diện ở Dubai. Chúng ta thấy là lòng chúng ta như lửa đốt, đúng không ạ? Được họ tất cả các cổ đông được gặp nhà khoa học, được chụp hình lưu niệm cùng với nhà khoa học, rồi lại được trải nghiệm trên chính con tàu của mình, cái đứa con tinh thần mà mình đã yêu quý và nung nấu, đúng không ạ? Mình đã tích góp những cái đồng tiền mình có được để gì? Để cùng chung tay với ngài, để mong sao đứa con ra đời khỏe mạnh, đúng không ạ? Được thị trường đón nhận, được ký nhiều hợp đồng, và ngày hôm nay chính chúng ta lại gì? Được trực tiếp ngồi trên những cái con tàu tuyệt vời ấy, thì không còn cái gì bằng, đúng không quý cô chú anh chị? Em làm cổ phần khi 19 tuổi, cơ hội này rất lớn chị ạ. Wow, vậy là sau này tụi em quá tuyệt vời. Nếu như mà chị ngày xưa mà bằng tuổi tụi em mà có được cái cơ hội, thứ nhất là mình có tư duy cái đã, đúng không ạ? Thứ nhất bây giờ phải là nói là khâm phục bạn là cháu Như Vương này, rồi em Bảo Ngân này, đúng không ạ? Đấy là những cái lớp rất trẻ nhưng mà tư duy rất tuyệt vời, tư duy rất tuyệt vời của chú anh chị ạ. Chào Nguyễn Sao nhá. Đấy, và chính vì cái tư duy đấy đúng không ạ? Dám nắm bắt, dám đón nhận cơ hội, đúng không ạ? Nhận diện ra cơ hội. Đấy chính là những cái điều mà quyết định cái tương lai của mình, quyết định cái tương lai của mình. Đấy. Cái tương lai của các em sau này sẽ là một cái tương lai tầm bằng tuổi cô và tuổi chị thôi. Thì các em đã là gì nhỉ? Là những người
À, có sự thành công rất lớn đúng không ạ? Đấy, rất là chúc mừng em. Chào em Mang Nguyễn Sao nhá. Em Nguyễn Sao là một cổ đông rất tâm huyết của tập đoàn. Và em cũng đã từng là gì nhỉ? Làm công đúng không ạ? Ở trong và ngoài nước, quý cô chú anh chị nhá. Ở đây các bạn Bảo Ngân cũng hiện tại giờ cũng đang làm việc tại Nhật Bản đúng không ạ? Vậy thì tí nữa chúng ta sẽ cùng giao lưu với một người em cũng đã từng làm công ở một cái đất nước rất là đẹp, đó chính là Nhật Bản đúng không ạ? Thế nhưng mà trong một cái thời gian làm công thì em ấy đã nhận ra được rằng nếu như mình cứ tiếp tục đi làm công mãi đúng không ạ, mà không tận dụng những cái lực đòn bẩy, hay là chúng ta cứ bán thời gian, bán sức lao động để mà kiếm tiền, thì chắc chắn cuộc đời chúng ta cũng sẽ không bao giờ mà thay đổi được đúng không ạ? Cho nên là em đã dừng lại, và thật sự may mắn khi em về nước em đã tiếp cận được với cơ hội này. Và ngày hôm nay Hoàng Viết muốn tất cả quý cô chú anh chị sẽ cùng giao lưu với em Nguyễn Sao, một cổ đông rất tâm huyết của tập đoàn chúng ta nhá, để lắng nghe em chia sẻ về cái câu chuyện bản thân mình, về lý do vì sao mà em ấy đón nhận công nghệ sực UST chúng ta đúng không ạ, và đồng hành làm đối tác xây dựng doanh nghiệp của mình tại cái tập đoàn của chúng ta nhá. Chào bà Lít nha, chào Kim Anh nhá, hy vọng cháu về hưu 37 tuổi. Wow. Chắc phải sớm hơn đúng không ạ? Có thể là sớm hơn nữa. Đấy. Là chúng ta quá tuyệt vời đúng không ạ? Sao ơi, em đã sẵn sàng chưa? Có thể comment cho chị nào. Bạn Nguyễn Sao nào? Nếu mà em đã sẵn sàng thì có thể comment cho chị có để chị mời em lên nhá. Chào bà Lít nha. Chào Kim Anh. Cho nên là chúng ta thấy là gì nhỉ? Cho nên là nếu như ok chị, thank you em. Rồi, sau đây thì Hoàng Viết sẽ mời tất cả quý cô chú anh chị cùng giao lưu với một cổ đông rất tâm huyết của chúng ta. Mà em ấy cũng có những cái khao khát thật sự lớn đúng không ạ? Để đạt được cái đích đến của tự do tài chính. Và ngày hôm nay Hoàng Viết sẽ mời quý cô chú anh chị cùng giao lưu với mấy nhá. Chào em Bùi Hiểm nhá. Wow. Lê Văn vui lâu chào em lần trước Nguyễn là Lê không Sao. vào được, lần này là em lần trước là Nguyễn Lê Sao hẹn có nghe không vào nghe được nghe nên tiếng là của lần chị này. rõ không? Dạ em nghe tiếng của chị rõ, chị nghe tiếng em không nhỉ, chị Có nghe tiếng có được có. em nhỉ? Mọi người ơi, có nghe nghe hai chị em nói không nhỉ? Dạ mọi mọi người có nghe tiếng rõ hai chị em nói Mọi không người ạ? có nghe hai chị em nói chuyện không? Có thể comment cho biết Ô, mọi con anh số 2 nghe nào. Ôi giời ơi, ngày hôm nay và ngày hôm qua đúng không? 3 ngày hôm nay thấy thấy tất cả các cổ đông mình đang ở Dubai được đi chuyến hành trình gặp ngài chủ tịch và ngồi trên con tàu của mình mà mình nóng hết cả không? ruột. Đúng. Xin chào. Dạ em chào anh Bình Hiểu. Dạ em chào chị biết và chào tất cả quý cô chú anh chị em đang theo dõi live của chị biết ạ. Rồi, Và chào hôm em nay là Nguyễn Sao lần đầu nha. tiên và hôm nay là lần đầu tiên em xuất hiện trên tường của chị biết, và có rất nhiều quý cô chú anh chị em biết đến em sao, và cũng có rất nhiều quý cô chú anh chị em chưa biết đến em sao ạ. Và em xin giới thiệu một chút về em ạ. Em là Nguyễn Thị Sao, sinh năm 1986, quê ở Vĩnh Phúc ạ. Và cơ duyên mà em đến với công nghệ UST, hiện tại em đang là một cổ đông và đồng hành với công nghệ UST cũng tầm được gần 1 năm nay đấy ạ. Nó không phải là một thời gian dài và cũng không phải là một thời gian ngắn. Khi mà em tìm hiểu đến công nghệ này là cũng phải trải qua một cái sự đấu tranh, là tức là về cái tư duy làm công ăn lương, với một cái tư duy là mình dùng cái đòn bẩy IPO và đứng trên vai người khổng lồ để tạo cho mình một cái dòng tiền thu nhập thụ động và tự do về tài chính ạ. Và trước khi mà em biết đến cái công nghệ UST này là em được bạn bạn Tuyết, bạn Tuyết là cùng với em sao, cùng quê cùng tuổi cùng làm việc, và em thì là năm nay đã 37 tuổi, nhưng mà em có 11 năm làm công ăn lương, trong đó thì có 8 năm em làm công ăn lương tại Việt Nam và 3 năm em làm công ăn lương tại Nhật Bản. Trước kia thì với cái sự
Để chị chia sẻ với cha mẹ với cái tư duy là có một cái công việc ổn định để mà có mức lương như ngày xưa của bố mẹ đã định hình cho mình. Em cũng đã tốt nghiệp trường đại học Công đoàn Hà Nội trong 4 năm rưỡi, và sau khi ra trường thì em cũng có một cái mức lương với một cái công việc. Nếu như mọi người mới ra trường hoặc là với những người làm công nhân thì rất là khao khát về cái vị trí đó, nhưng đối với em thì là nó chưa đủ để phục vụ kinh tế cho gia đình, một chồng và hai con. Với cái sự chi phí như bây giờ, nó là chi phí ăn ở, tóm lại là rất là nhiều. Và em từ làm kế toán, công nhân, văn phòng, tất cả cái việc gì em đều làm. Ngoài cái giờ hành chính, em còn làm thêm ở bên ngoài, cái bán buôn bán em cũng làm, nhưng cái mức thu nhập nó không đủ đảm bảo chi phí cho chi tiêu hàng ngày. Và cuối cùng em cũng đã quyết định là rời rời Việt Nam và để tham gia đi xuất khẩu lao động, cũng như bao nhiêu người có một cái ước mơ như vậy. Thì trong khi em đi xuất khẩu thì con em còn rất là nhỏ, mới được 3 tuổi nhỉ. Một bạn 7 tuổi và một bạn 3 tuổi, và bố mẹ thì già. Thế chồng em cũng làm công nhân, em mình cũng vẫn phải đi làm, nhưng người quan trọng nhất với mình, họ cũng người quan trọng nhất với mình là bố mình, không tin tưởng. Bố nói rằng là làm ở Việt Nam còn không ăn thua, huống chi là sang nước ngoài. Nhiều người đi sang nước ngoài còn không có đủ tiền để gửi về cho gia đình, và nhiều người phải mang tiền từ nhà ở Việt Nam sang để mà gửi về để có vé máy bay về. Nhưng đó là kết quả của những người đó, chứ không phải là kết quả của mình. Mình phải nhìn vào những người thành công, mình phải nhìn vào những người thành công để mình hướng lên, chứ mình không thể đi để cúi xuống. Mình phải nhìn với cái tư thế là đi ô tô hoặc đi máy bay, chứ mình không thể nhìn vào cái người đi xe đạp hoặc đi bộ để mà đi theo người ta. Và bố nói rằng là người ta còn không làm được, chắc gì mình đã làm được. Và sau đó em sao cũng nghĩ rằng là đó là kết quả của người ta, nhưng với mình có cái gì trong đầu thì sẽ có cái đó trong tay. Và em sao đã quyết định là lúc em sao đi là đã 32 tuổi rồi, đi sang Nhật bắt đầu đi là em sao đã 32 tuổi. Và khi đi không phải nói đi là đi được luôn đâu ạ, mà khi đi thì chúng ta phải em phải học tiếng, mà em nghĩ là lúc đó em 32 tuổi thì em nghĩ là không biết là mình có học được tiếng Nhật không, muốn nào học được một cái thứ tiếng mà để mà phục vụ cho cái cuộc sống, hay là đi đi làm thì mình phải mặc cả lương, hay đi làm mình muốn đòi làm thêm, hay là mình phải đi siêu thị học cách trả tiền. Bắt đầu học thì cũng bằng là cái ABC như một cái đứa trẻ trẻ nhỏ của Việt Nam, bắt đầu bập bõm nói tiếng. Em luôn lo nghĩ là không biết là mình có học được không, và sang đó thì là không biết là làm như thế nào. Nhưng cuối cùng là em quyết tâm là mình phải cố gắng, mình cố gắng chính là mình làm được, và mình sẽ phải cố gắng là mình sẽ làm được. Và sau đó em sang, cuối cùng em cũng mình sang, cuối cùng em cũng sang một tạp chí, không phải là nói đi học tiếng xong là mình đi được, mình cũng phải có một cái khoản chi phí là 200 triệu trở lên nhá, cái đóng phí tùy thuộc vào cái đơn hàng mình đi và tùy thuộc vào cái chỗ mình ở và cái chi phí đó cũng phải, đó cũng là một khoản đầu tư. Bây giờ nhiều người khi mà nói đến đầu tư thì họ lại sợ mất tiền, nhiều người nói đến đầu tư là sợ mất tiền. Ví dụ nha, em đầu tư cho con em học tiếng Anh, học thêm thì cũng là một khoản đầu tư. Như bạn Tết thì bạn đầu tư cho con bạn học múa, học vẽ, học người mẫu cũng phải là khoản đầu tư. Nói đến đầu tư là mình phải có một cái chi phí rồi. Và em đã phải chi phí khoảng hơn 200 triệu để đi Nhật với nghề của em là nghề nông nghiệp. Mà xác định với một cái nghề nông nghiệp là cái nghề vất vả, trời nắng, trời mưa, vì mình làm ngoài đồng mà. Và cái nhiệt độ ở bên Nhật thì nó sẽ khắc nghiệt hơn ở Việt Nam, thì nắng thì có thể nắng hơn và lạnh thì sẽ lạnh hơn. Ở Việt Nam mình chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh là 1 độ 12 độ, nhưng mà em tìm hiểu ở cái chỗ của em ở cũng có là 1 độ 2 độ, và thời tiết cũng là 38 độ Việt Nam. Mình phải chấp nhận mình đang ngồi ở văn phòng, mình đang ngồi ở văn phòng là điều hòa có, mùa đông thì ấm áp, mùa thì mát mẻ. Và gia đình em thì trước kia em ở cùng với bố mẹ đẻ, gia đình em có tận 4 anh chị em, bố mẹ làm nghề nông rất là vất vả, nhưng bố mẹ em cũng cố gắng cho các con ăn học, là 4 chị em đều tốt nghiệp đại học hết, có một em trai là tốt nghiệp cao học.
Bây giờ em hầu như nhà em thì có bốn chị em, nhưng bốn chị em đã đều là cổ đông của công nghệ UAT, ai cũng có 1 triệu cổ phần trở lên rồi em. Nên đối với Wow, em thì tuyệt vời quá. cũng nhiều hơn, và em đã ghi danh cho chồng em và một người em gái của em nữa. và Quá tuyệt vời. khi mà và khi mà em đi sang bên Nhật ấy, thì cuộc sống thì nó không là màu hồng như mình mong muốn hay là như mình suy nghĩ ở Việt Nam. Ngày đầu tiên em đi sang bên Nhật em làm thì nó rất là vất vả, đến đến nỗi là em về em không thay quần áo, em lăn ra sàn em nằm luôn. Vì bên đó thì em không nằm giường mà nằm sàn. Em gọi điện về cho chồng em là nó vất vả quá, chồng em bảo cố gắng thôi, cố gắng 1 năm, làm 1 năm để mà mình có đủ tiền để trả cái phí khi mà mình đầu tư để đi, coi như là mình không chưa có lãi. Cái năm đầu tiên là mình làm để mà trả cái phí mình đi. Trước kia em đi là em không có tiền đâu, em làm mua đất, hai vợ chồng tự mua đất làm nhà khoảng tầm hơn 2 tỷ, và em chưa đủ tiền và em đã phải mượn. Sau đó em quyết định đi đi làm để lấy cái tiền để trả cái tiền làm nhà, và lại phải mượn cái tiền để đi, mượn tầm hơn 200 triệu để đi Nhật. Khi mà em làm đi Nhật là phải học 6 tháng, học tiếng mất 6 tháng và phải làm 1 năm liền mới đủ tiền để trả cái phí mình đi. Sau đó chồng em có bảo là thôi cố gắng ở 1 năm để trả cái phí, đủ tiền cái phí mình đi. Và em đã cố gắng, mình mất thời gian học, mình mất công mình đi rồi, nên là mình cố gắng. Nên điều quan trọng là cái gì mình cố gắng thì mình sẽ thành công. Không bao giờ người ta không làm được không có nghĩa là mình không làm được. Người ta Chính không làm được xác. đó là kết quả của người ta, còn mình làm được hay không đó là cái tư duy của mình cứ suy nghĩ mình làm được, mình cố gắng là mình sẽ làm được. Và sau đó là thời gian nó sẽ quen công việc, và cái tiếng của em thì ngày càng khá lên, bởi vì là em làm nông nghiệp ngoài trời, em sẽ tiếp xúc được rất là nhiều với người Nhật, tiếp xúc được nhiều người Nhật hơn những các bạn cũng đi sang Nhật mà làm ở trong xưởng. Làm ở trong xưởng thì đứng một chỗ, một góc và một cái máy nào đó, hoặc là tiếp xúc toàn người Việt Nam hoặc là những người khác, các người bạn khác trên thế giới, chứ không được 100% tiếp xúc người Nhật như những người nông nghiệp như bọn em ạ. Và rất may cho em là được vào một công ty đó là ông chủ cũng là tốt, ông cũng quan tâm đến đời sống, tuy mức lương nó chưa được đảm bảo so với thu nhập của mình, nhưng mà đối với nhiều người sang bên Nhật là công ty của em cũng thuộc một dạng công ty tốt. Và ông chủ có cho em đi tìm việc bên ngoài với mình cố gắng. Có nhiều người bằng tuổi em hoặc ít tuổi hơn, có thể có nhiều người hơn tuổi, trong vòng 6 tháng học họ không cố gắng, họ không học được tiếng, và kết quả là có một số người bị về. Và em may mắn là mình có chịu khó thì mình học được tiếng, sang đó thì mình tìm được việc, tự bản thân mình tìm được việc, có giám đốc giới thiệu cho mình thỏa thuận lương và mình thỏa thuận giờ làm, là mình có thêm mức thu nhập, cải thiện đời sống. Nhưng với muốn được một cái mức lương như ý của mình thì mình phải bỏ công sức và bỏ thời gian. Một ngày em có thể làm 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, thậm chí là 16 tiếng một ngày. 16 tiếng một ngày thì là với cái mức lương đầu tiên là cũng 8 sen, 8 sen một ngày tương đương là 1 triệu 6, 1 triệu 6 tiền Việt Nam một ngày, có thể là làm đến 16 tiếng là được 2 triệu 7, 3 triệu một ngày cũng có. Nhưng mình phải đánh đổi mà công sức, so với ở Việt Nam thì mức lương nó cao hơn. Nhưng khi mình nghỉ thì mình không có tiền rồi. Mình làm thì mình có tiền, nhưng chỉ cần một ngày mình nghỉ là mình không có tiền. Mức lương nó cao như vậy, nhưng mà em thì là sức khỏe em kém, bởi vì là em 37 tuổi, nhưng năm nay em 37 tuổi, nhưng mà em có 11 năm làm việc, chỉ có 3 năm là em phải làm công nhân ở bên Nhật Bản thôi. Còn ở Việt Nam thì em làm công nhân ở dưới xưởng vất vả bao giờ. Mấy bố mẹ thì tuy nhà nghèo nhưng mà bố mẹ cho mình ăn học cũng đầy đủ, không vất vả lắm, nên là cũng gọi là không phải 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 vất vả chân tay, nên mình không quen với việc ở ngoài đồng. Sang đó thì với mình thấy có tiền là mình đi làm, thậm chí là mình cảm thấy mình sốt, mình ốm mình vẫn đi làm, mình khao khát mình kiếm tiền. Thì mình thấy mình mệt nhưng mình cứ nghĩ là có tiền thì mình sẽ làm, và mệt mỏi mình nghĩ là mình khỏe lên mình vẫn cố gắng là mình làm được. Với cái tư duy của em là phải phải thay đổi. Sau đó là em làm 3 năm liền như vậy,
em có thêm gia hạn 2 năm. Khi mà em hết 3 năm thì em có gia hạn và em tìm một công việc khác, của một tỉnh khác, của một giám đốc khác. Ông chủ đã đồng ý, nhưng đến ngày em quyết định đi thì em lại không đi nữa. Bởi vì em đã bỏ thời gian là 3 năm rồi, công sức là 3 năm, mà 3 năm đó phải trải qua em làm 7 năm ở Việt Nam chưa bằng 1 năm công sức ở bên Nhật Bản bỏ ra. Nếu mà em tiếp tục thêm 2 năm như vậy nữa, nếu mà em tiếp tục thêm 2 năm làm nông nghiệp như vậy nữa, chắc chắn là cái sức khỏe của em sau khi về Việt Nam thì nó không đảm bảo. Chưa chắc là cái số tiền nó đã đủ để mình mua số thuốc hay là điều trị cái sức khỏe của mình. Cũng có rất nhiều người bạn của Việt Nam sang bên Nhật Bản làm, nhưng nó có rất là nhiều ngành nghề. Có những người thì đi nông nghiệp hoặc xây dựng hay là vào công xưởng, có những đơn thì nhàn hơn em sao rất là nhiều, và cũng có nhiều đơn thì vất vả hơn em sao rất là nhiều. Phụ thuộc vào cái công việc, ngành nghề và mức lương của mình, và phụ thuộc vào mình cái thời gian mình làm việc nữa. Nhưng tóm đi và tóm lại là xuất khẩu sang bên nước bạn làm không có một cái gì là dễ kiếm tiền, và không có tự nhiên một cái gì là trên trời rơi xuống cả. Điều quan trọng nhất là công sức và thời gian và ý chí của mình và cái tư duy của mình, mong muốn đến đâu thì cái khả năng và cái tầm tiền của mình nó sẽ đến đó. Ví dụ em sao mệt mỏi, em sao nghĩ là em sao khỏe làm việc thì em sao sẽ làm việc. Còn nếu em sao mà bảo là em sao mệt mỏi, em sao không làm việc thì em sao sẽ không làm được. Cũng như đầu tư vậy, em sao nghĩ là cái cơ hội này nó chỉ có một không hai. Nếu em đầu tư thì em sẽ tự do về tài chính, trong tự do về thời gian này, em có thời gian chăm sóc gia đình này, chăm sóc con em, bù vào cái thời gian mà 3 năm em không được gần con, gần chồng, gần bố, gần mẹ. Và khi em quyết định về, em có thời gian và em đã quyết định về và tìm hiểu vào cái công nghệ này. Người đầu tiên chia sẻ cho em là bạn Tuyết. Bạn Tuyết cũng là bạn đồng hành cùng với em sau 3 năm làm việc cùng công ty, cùng một lĩnh vực công việc, cùng một cái phòng làm việc luôn ạ, cùng một phòng làm việc. Em sao thì quyết định sang Nhật, và bạn Tuyết thì bạn quyết định không làm công ty và về nhà mở bán sữa, mở mở tạp hóa bán sữa. Và sau khi em sao quyết định về và bạn Tuyết cũng đã ngừng bán sữa, thì hai người chúng là chia sẻ và tìm hiểu đến cơ hội này. Em sao có lên Zoom, được chị bạn Tuyết bạn chia sẻ cho lên Zoom. Trong khi tìm hiểu thì thấy rất nhiều cái cô chú nhiều tuổi, ví dụ như cô Thanh Hương, cô Lưu Mến hay cô Sa Hồng, đặc biệt là chị biết vậy, để anh bác sĩ Phong, họ là những người rất là nhiều tuổi, hay là một ông gọi là ông Quên 83 tuổi, chị nhà Hải Phòng hay sao, Đúng rồi, đúng rồi. rất nhiều với cô chú anh chị em nhiều tuổi cũng rất là năng lượng, học Zoom hàng ngày vẫn lên live chia sẻ cơ hội công nghệ UFT đến với rất là nhiều người. Nhiều người thì biết đến công nghệ UFT, thấy công nghệ rất là tiềm năng, nó có thể giải quyết được tất cả vấn nạn về giao thông, ô nhiễm môi trường và tắc đường. Không muốn một mình trở nên giàu có và tự do về tài chính, không muốn một mình là một người ích kỷ, muốn chia sẻ và lan tỏa cơ hội này đến cho rất là nhiều người. Nhiều người bên ngoài họ vẫn còn bận với cái thời gian đi làm công ăn lương từ 6, thậm chí 6 giờ sáng cho đến 10 giờ tối, làm sao họ có thời gian để mà tìm hiểu. Khi không có ai chia sẻ thì họ sẽ không biết. Nhưng rất nhiều quý cô chú anh chị em hàng ngày lên like và chia sẻ, biết đâu rất nhiều quý cô chú anh chị em trong khi rảnh rỗi lên Facebook và nghe được nhiều cái like chia sẻ của quý cô chú anh chị em, họ đã tìm hiểu ra. Và rất nhiều người Việt Nam chúng ta đã đồng hành và sở hữu cho mình nắm giữ cổ phần. Ai có muốn muốn tự do về tài chính nhiều, để lại cho đời sau nhiều, thì chúng ta với cái số vốn tùy tùy vào cái thời điểm kinh tế hay là tùy vào cái điều kiện kinh tế của mỗi người, chứ không bắt buộc mọi người đầu tư nhiều hay ít. Nhưng với cái số vốn nhỏ nhất và cái gói nhỏ nhất là 50 đô cũng có thể đầu tư được. Như em sao muốn đi Nhật thì em sao phải đầu tư 200 triệu một lúc. 200 triệu tương đương với gần 1.000 đô rồi ạ. À, gần 10.000 đô. 250 triệu là 10.000 đô, mà 200 triệu nó tương đương là 8.000 đô, khoảng 8.000 đô. 8.000 đô mà em sao còn bỏ ra được
và 6 tháng em sao phải học tiếng, trong vòng 6 tháng em sao học tiếng là chồng phải nuôi bao ăn, bao ở, bao tiền học và chồng phải nuôi cả con. Mà em sao đã quyết định, vẫn quyết định học tiếng và bỏ ra 200 triệu. Và 1 năm em sao làm bên Nhật Bản với có mới có tiền để mà bù lại cái chi phí. Hầu như cái vấn đề đó 100% quý những anh chị em hiện đi đang đã làm việc Nhật Bản hoặc đang làm Nhật Bản hoặc sắp sửa đi sang Nhật Bản đờ hầu như đều có cái khoản chi phí tương đương và cái thời gian bỏ ra như vậy. Mà bây giờ có cái công nghệ UST của chúng ta chỉ cần cái số vốn là 50 đô thôi ạ, cũng có thể đầu tư và sở hữu đồng hành cùng công nghệ UST và tự do về tài chính. Hiện bây giờ đang có gói ghi danh là 5.000 đô được 450.000 cổ phần. Và em sao tìm hiểu em sao cũng đã ghi danh cho bản thân và đang trả góp cho em sao này, chồng em sao, em gái em sao và có thêm em trai, chị gái và mẹ. Đó là những người thân ruột thịt của mình nhất. Sau khi mình đã có cái cổ phần trong người thân ruột thịt của mình rồi thì mình chia sẻ cho những anh em họ hàng hay là những người hàng xóm của em. Sau đó đến những người lân cận hay là những người Việt Nam của chúng ta. Ở Việt Nam của chúng ta em sao thì muốn và muốn làm từ thiện, muốn giúp đỡ rất là nhiều người ở vùng cao, nhưng với cái điều kiện kinh tế hiện tại của mình thì mình chỉ có chia sẻ cái cơ hội này, mình chưa đủ để mà quyên góp hay là ủng hộ với cái số tiền lớn được cả. Trừ khi em sao nắm giữ cổ phần để sau này em sao tự do về tài chính và có nguồn cổ tức dồi dào dư giả thì em sao sẽ hỗ trợ và giúp đỡ những người nghèo vùng sâu vùng xa với một cái khoản chi phí phù hợp cái kinh tế của em sao. Cũng như em sao xin chia sẻ một chút về cái cơ duyên em sao đến công nghệ này Đúng là được rồi, chị Tuyết chia sẻ. Chị Tuyết chị chia sẻ cho em là chị Tuyết bảo là hai người cùng quê cùng đồng hành với nhau 3 năm liền làm ở công ty và rất là thân với nhau như chị em. Nếu mà ngày hôm nay em sao tìm hiểu đến công nghệ UST này mà em sao không nắm giữ cổ phần cho bản thân mình cũng như cho gia đình mình thì không phải là em sao mà chị Tuyết từng biết từng em thì không phải là người dốt, không phải người lười, em từng tốt nghiệp đại học mà cái việc gì em cũng làm được, công việc gì em cũng có thể làm được. Em tìm hiểu mà em làm được, tại sao tìm hiểu đến công nghệ UST này mà em sao lại không chịu tìm hiểu để mà nắm giữ cổ phần. Nếu bỏ qua cơ hội này không làm cho em sao nghèo đi nhưng nó sẽ làm cho em sao vất vả, có thể làm việc vất vả cả đời. Em sao chị Tuyết có nói rằng đó, thấy 3 năm làm việc ở bên Nhật Bản chưa, em sao làm việc ở bên Nhật Bản 3 năm em sao đánh đổi mồ hôi công sức nước mắt thời gian. Tại sao em sao nói là nước mắt, bởi vì là làm việc ở bên Nhật Bản đôi khi nó tủi nhục lắm mọi người ơi, bởi vì là chủ khi người ta trả tiền cho mình phải bỏ cái thời gian công sức ra. Đôi khi là tiếng không phải là mình giỏi 100% cả, ai cũng vậy thôi, có nhiều cái là mình không hiểu người ta nói, câu nói của người ta nó thấm thía lắm mọi người ạ. À, đặc biệt nhất là khi em sao sang Nhật Bản vào cái năm Covid, Tết của năm 19 sang năm 20, em sao à, của năm chính xác là của năm 20 sang 21, em sao sang Nhật Bản được 1 năm rưỡi, gia đình em sao có một cái biến cố mà em sao cũng không nghĩ đến. Bây giờ nghĩ đến em sao cũng rất là ân hận bản thân mình chỉ vì tiền đấy ạ. Sống trên đời này thứ nhất là tình cảm, thứ hai là tiền. Tình cảm khi có tiền thì sẽ có tình cảm, mà không có tiền thì tình cảm của nó cũng phai mờ đi một phần. Nếu em sao mà có nhiều tiền hoặc là em sao có một cái khoản tự do về tài chính thì em sao sẽ không bao giờ em sao nghĩ đi Nhật. Tất cả anh chị đã đi Nhật hoặc là đang đi Nhật hoặc là sắp sửa đi Nhật đều có cái lý do là vì tiền. Bất kể ai đi sang Nhật đều có lý do vì tiền cả. Em sao cũng vậy. Khi em sao làm nhà thì nợ một khoản rất là lớn và em sao đã quyết định đi Nhật phải phải tạm biệt bố mẹ chồng con. Mình nghĩ con mình còn nhỏ mình cũng rất là thương chứ. Mình nghĩ chồng mình một mình nuôi 2 con nhỏ, con thì thiếu tình cảm của mẹ. Bố mẹ thì cũng phải xa, đến bố bố đẻ em sao ấy, không muốn em sao đi.
Và hôm em sơ đi ra máy bay, đi ra sân bay để đi, bố còn khóc, bố còn không cho đi. Và ngày bố đưa đi cũng là ngày cuối cùng để em sang gặp bố. Khi mà em sao đi ra, em sao đi sang bên đó được 1 năm rưỡi, hầu như ngày nào em sao gọi điện về cho gia đình, nói chuyện với bố mẹ chồng với con. Nhưng vô tình có 1 năm rưỡi sau, em sao nhận một cái tin là bố em sao cũng chỉ vì tai nạn giao thông trên đường đi làm, tai nạn giao thông trên đường đi làm, và bố em sao đã mất từ đầu. Và lúc đó là dịch Covid, và lúc đó là dịch Covid rất là căng ở Việt Nam, không phải là Việt Nam mà là toàn thế giới nói chung là đều có cái dịch. Em sao không về được, nếu mà về phí có thể lên đến tận 100 triệu mọi người ạ. Nếu bản thân mọi người mà chi ra 100 triệu trong khi đó về cách ly 14 ngày sang 14 ngày nữa, chắc chắn 14 ngày em sao cũng không thể gặp được bố mình. Bởi vì là, và trong khi đó đó là nếu 100 triệu chi phí tiền phí máy bay như vậy để mẹ về mà cũng không gặp được, thì em sao sẽ để lại 100 triệu đó để mà gửi về chăm sóc cho mẹ, cho chồng, cho con. Và thôi, em sao chấp nhận là một người con bất hiếu, chấp nhận một người con bất hiếu, đến bây giờ em sao cũng vẫn 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 ân hận vì điều đó. Giá như mình không đi sang bên Nhật, giá như mình có nhiều tiền hơn, mình không đi sang bên đó, thì chắc là ngày bố mình không còn nữa, mình có thể ở bên cạnh bố mình đến ngày cuối cùng. Bây giờ khi mình đi thì mình có bố mình đưa đi, và khi mình về mình cũng không thể gặp được nữa. Đó là cái điều đau lòng nhất đối với em sao. Và cũng không chỉ một mình em sao chứng kiến và bị cái hoàn cảnh đó. Em sao cũng có một người em cũng đi sang nông nghiệp, người em đó quê Bắc Giang, cũng vì đi sang Nhật để kiếm tiền mưu sinh như vậy. Và bố em đó cũng bị ung thư và mất, cũng không kịp về, cũng không kịp về. Thì hai chị em có gần nhau, hiểu hoàn cảnh của nhau, đồng cảm cho nhau. Và em gái đó thì đã quyết định về bên chồng bên con, và em sao cũng vậy. Và em sao đã quyết định như vậy là em sao không không ở lại nữa. Nhiều quý cô chú anh chị em, nhiều người thì là vẫn làm việc được bởi vì không gặp cái hoàn cảnh như của em, và họ vẫn làm. Và em cũng biết rất là nhiều người ở bên Nhật Bản cũng tìm hiểu đến công nghệ này và đầu tư trước cả em, ví dụ như anh Bùi Hiểm. Em xin chào anh Bùi Hiểm nha. Hiện tại anh Bùi Hiểm cũng đang ở bên Nhật Bản, ở tỉnh Chiba, và anh đang đi xây dựng. Anh là một cổ đông rất là tâm huyết của công nghệ UST, và anh đang nắm giữ rất là nhiều cổ phần, và anh đã ghi danh cho bản thân và ghi danh cho bố của anh Bùi Hiểm rồi ạ. Anh Bùi Hiểm có nói rằng là khi nào công ty IPO hoặc cổ tức thì anh sẽ về. Chắc chắn là chúng ta sẽ gặp và chào hỏi nhau một số chuyện, có thể là rất là nhiều câu chuyện ở bên Nhật Bản. Sau khi về sẽ gặp nhau, nói chuyện với nhau. Không phải là người Việt Nam có trụ sở Việt Nam hay là định cư Việt Nam mới đầu tư đâu mọi người ạ. Rất nhiều người Việt Nam định cư ở các nước, ví dụ Anh, Trung, Nhật cũng đầu tư. Mà hôm trước em sao có nói chuyện, ví dụ như chị Thu Sen ấy, chị Thu Sen là người Việt Nam nhưng định cư ở Hàn thì chị cũng có đầu tư. Rất nhiều quý cô chú anh chị em nhiều tuổi cũng có, mà ít tuổi cũng có, người ít tuổi nhất là 16 tuổi em sao cũng đã từng gặp. Em đó là không, hầu hết lớp 12 thôi, bố mẹ có cho bạn ý tiền để học đại học, nhưng bạn ấy nói rằng là học đại học 4 năm xong thì cũng vẫn đi làm thuê. 4 năm đi học, mỗi một năm từ vài chục triệu cho đến hàng vài trăm triệu, và 4 năm trở lên thì cũng đến hàng gần 1 tỷ bạc. Học đại học sau đó cũng vẫn đi làm thuê, làm công ăn lương. May mắn thì vào một cái công việc nào công chức nhà nước cũng có thể thu nhập, với công chức nhà nước bây giờ cũng vài triệu bạc thôi ạ. Nếu mà ra ngoài, nếu mà bây giờ ra ngoài vào công ty của Trung, Nhật, Hàn, bắt buộc phải thành thạo một trong 4 thứ tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn. Ví dụ như ở chỗ nhà em sao vậy, muốn có một công việc trong văn phòng mức lương 20 đến 30 triệu phải có bằng N2 của tiếng Nhật,
tiếng Anh thì phải thành thạo và bằng đại học, kinh nghiệm 5 năm. Vậy hỏi người tất cả mọi người để đạt được một cái mức lương 20 đến 30 triệu mà phải đạt cái những cái tiêu chí đó, liệu nhiều người Việt Nam có đạt được không ạ? Mà phải bỏ thời gian ra học 4 năm. Và em trai đó có nói như vậy thì em trai đó đã là không quyết định là không học đại học, và em trai đó đã đầu tư lấy cái số tiền bố mẹ cho học đó để mà đầu tư nắm giữ cổ phần. Như hiện tại bây giờ công nghệ UST của chúng ta là quá rõ ràng rồi. Đã có 3 năm báo cáo tài chính là 19, 20, 21 và bây giờ đang là năm 23, năm 22 của chúng ta đã kết thúc rồi. Có rất là nhiều người Việt Nam là cổ đông, họ là những cổ đông lớn hay là đạt giải vàng sang Dubai và có thể đi đã đi Belarus rồi. Tay sờ mắt thấy, ngồi trực tiếp lên con tàu, nó quá là rõ ràng và quá là minh bạch như vậy. Em sao đã tìm hiểu rất là kỹ. Em sao là một người rất là khó tính, khi em sao làm cái gì thì em sao tìm hiểu rất là kỹ, khi em sao mà quyết định làm cái gì thì em sao phải là biết nó phải có tiềm năng, phải có lợi nhuận, phải có doanh thu thì em sao mới làm. Em sao cũng đã từng làm kế toán và em sao đọc được báo cáo tài chính và em sao có làm kế toán thuế, em sao có hiểu có biết, chứ em sao không phải làm người cứ thế mà đầu tư đâu ạ. Em sao cũng tìm hiểu. Khi mà em sao mà được một cái cơ hội chia sẻ như vậy, chị Tuyết bảo nếu mà sao mà không đầu tư, không phải là sao mà Tuyết đã biết, không phải là ngày hôm nay sao có thể nhiều tiền hơn Tuyết, bởi vì sao đi Nhật về chắc chắn sao sẽ nhiều tiền hơn Tuyết, có thể nhiều hơn mọi người, nhưng chỉ cần 2 đến 3 năm sau thôi ạ mà em sao không có cổ phần. Khi đó bạn Tuyết bạn có cổ phần, chắc chắn lúc đó bạn Tuyết sẽ là người trở nên tự do về tài chính, có thể gọi là giàu có hơn em sao rất là nhiều. Cho nên là em sao nghe như vậy và em sao đã tìm hiểu. Có rất nhiều dẫn chứng như là các cô Thanh Hương, cô Sa Hồng mà em sao đã trực tiếp em sao tham gia một cái lớp học là 100 người dưới Hà Nội. Cô Lưu Mến, cô đã 64 tuổi rồi. Cô Sa Hồng, cô Tám, Nguyễn Đám ở Vũng Tàu cũng ra Hà Nội để học. Và em sao đã tiếp xúc với một ông ở phố Hải Phòng, ông đi xe buýt ra Hà Nội học, ông tìm hiểu và ông đã sở hữu cho mình một số cổ phần rất là nhiều rồi. Và em sao bảo họ tại sao họ lại 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 nhiều tuổi như vậy mà họ có tư duy, trong khi đó mình không không phải là mình già quá mà mình không còn trẻ, tại sao mình không có tư duy đó. Nên em sao đã cố gắng suy nghĩ và em sao quyết định em sao đầu tư. Khi mà em sao đầu tư, em sao là cổ đông và em sao đồng hành, hiện tại em sao đang làm đối tác cho tập đoàn, mức thu nhập mình cũng có hơn cả so với cái làm công ăn lương ở Việt Nam. So với Nhật Bản thì là mức thu nhập hiện tại chưa bằng Nhật Bản, nhưng so với làm công ăn lương ở Việt Nam thì nó hơn hẳn. Và tự do về tài thời gian đã, em sao có thời gian đưa con đi học, đón con và nấu cơm trưa cho con khi đi học về, ngày 3 bữa cơm, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ khi chồng em sao về, em chồng em sao chỉ cần tắm rửa ăn cơm và nghỉ ngơi, con em sao sẵn sàng học, chứ không phải là em sao phải đi làm từ 5 giờ sáng ở bên Nhật Bản cho đến 12 giờ đêm em sao mới về. Có khi là nấu cơm ăn cả 3 đến 4 ngày luôn ở bên Nhật Bản. Em sao thấy nó là rất là tiềm năng và giá trị lâu dài. Ví dụ như những cái tập đoàn như là Amazon, Zalo, Facebook hay là ở Việt Nam thì có nhà máy Mito Miliket này. Đó, những cái công ty đó họ đã lên sàn và chia cổ tức hàng năm. Những cái đó mình không được ai chia sẻ. Thực tế đến thời điểm này, bây giờ em sao nói riêng cùng tất cả quý cô chú anh chị em, rất nhiều người nói chung mới được biết đến những cái công ty đó được lên sàn hay được chia cổ tức, chứ thực ra cũng không được ai chia sẻ, không được ai chia sẻ tận tình, chỉ tay chia sẻ từng ly từng tí như vậy. Muốn khi mà người ta có cổ tức như ngày hôm nay là họ phải đầu tư từ rất lâu rồi, với một cái thời gian và một cái số vốn nhất định của họ thì họ mới có được cái cổ tức như ngày hôm nay. Em sao muốn có cổ tức cho ngày mai, ngày sau và những
năm sau, hoặc có thể để lại cho con em sau, cháu em sau sau này hoặc mai sau, thì ngay ngày hôm nay em sao phải nắm giữ cổ phần. Muốn có cổ phần thì phải đầu tư, đúng không ạ? Phải đầu tư thì mới có cổ phần. Mọi người muốn có cổ tức mà không có cổ phần, muốn có cổ tức mà không có cổ phần, không đầu tư thì làm sao mà nhận được cổ tức, đúng không chị? Đúng rồi. Nên là em sao đã đầu tư, và đầu tư cho cả gia đình rồi. Nhà em sao có 6 người thì là đã 6 người đầu tư có cổ phần, và đã có 3 người có gói ghi danh. Hiện bây giờ em vẫn đang trả góp ba gói ghi danh ạ. Dạ anh À. nguy hiểm, nói nguy hiểm, anh bảo là em nói hết phần của chị biết rồi. Thực ra là có một cái thời gian là em sao cũng like rất là nhiều, và thời gian đó em sao like nhiều quá là em sao bị viêm họng, nó ảnh hưởng cái dây avidan. Em sao đã nghỉ khoảng là 3 đến 4 tháng nay em sao không lên live stream chia sẻ. Rất là cảm ơn chị biết, rất là may mắn được hôm nay được chị biết chị mời lên là được cái buổi chia sẻ, nên là quên mất, nó phiêu hóa nên là quên mất là khách mời, mình là khách mời. Mà Không sao nhỉ, quên à, năng mất lượng thì mình cứ mời phải tuôn ra đấy. À, vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất là khi là được biết là đoàn cổ đông của chúng ta hiện đang ở bên Dubai, đang quay những cái thường là quay vào cái tòa nhà gì chị nhỏ, tòa nhà thánh gia thánh à hay dạ, giáo đường ấy, à. lớn lớn gọi là lớn nhất thế giới, và những cái gian hàng toàn vàng thôi đó. Mình hy vọng là mình sẽ có một ngày nào đó mình làm một cổ đông sở hữu nhiều cổ phần để được đi sang bên đó nhiều. Và ngày hôm nay em sao muốn chia sẻ đến cho rất nhiều người, khi mà được chị biết chia sẻ, hay là tất cả những quý cô chú anh chị em, những ai là cổ đông của công nghệ UST mà chia sẻ cơ hội nắm giữ cổ phần này, thì quý cô chú anh chị em hãy tìm hiểu. Khi mà mình bỏ qua cơ hội này mình không nghèo đi, nhưng mình chắc chắn là phải vất vả, làm việc vất vả cả đời. Có thể liên hệ đến chị biết, hoặc em sao, hoặc quý cô chú anh chị em, những ai là cổ đông của công nghệ UST. Cảm ơn chị biết ngày hôm nay đã mời em lên tường của chị để chia sẻ. Phiêu quá vì cái thời gian lâu không like, hôm nay cái giọng nó lại khỏe nên là lại nói hết chị rồi. Không sao, quá tuyệt vời luôn đấy. Thế cho nên là người ta là năng lượng là phải tuôn ra, năng lượng là tạo ra ngân lượng đấy. Giao lưu cùng một số chị, quý cô chú anh chị em xin chào chị Lan Anh này, chị Cúc Hoàng này. Em chào anh Bùi Hiểm nha, xin lỗi anh vào like nhiều như thế mà em cứ tuôn một hồi ra em chưa chào anh. Chào Hoàng Vân này, chào anh Vinh Như này, Hoàng Bảo Ngân. Em thấy chị biết giới thiệu bạn Hoàng Bảo Ngân cũng là một nhân viên xuất khẩu lao động sang bên Nhật, bạn sẽ hiểu được cái công việc ở bên Nhật. Em Đây này, cảm ơn bạn rất là sao ơi? vâng. Hòa Hoàng Bảo Dạ. Ngân cũng làm nông nghiệp nè. Vâng, thế thì Nhưng cũng à đây bạn cũng làm ừ, nông chị nghiệp. ơi, đi sao phải Đúng rồi đi ạ, ra bạn nói là ở công việc quê không chúng hề tôi đơn giản nhưng vẫn luôn tìm cho mình một cơ hội, một lối đi riêng. Đằng sau phải thành công, đúng không? Chúng ta phải thành công trước khi cha mẹ chúng ta già, và chúng ta phải thành công trước khi con chúng ta lớn. Không đợi thành chúng ta không thể đợi con chúng ta lớn rồi mới thành công, mà chúng ta phải thành công trước khi con chúng ta lớn. Chúng ta phải báo hiếu cha mẹ trước khi cha mẹ già. Chúng ta muốn cho con chúng ta học vào cái trường năng khiếu hay là trường quốc gia, muốn đưa ba mẹ đi du lịch các nước trên thế giới, trong hoặc ngoài nước, thì chúng ta chỉ còn cách là tự do về tài chính. Mà muốn tự do về tài chính thì chỉ còn cách là đầu tư nắm giữ cổ phần. Nắm giữ cổ phần hiện tại chỉ còn mỗi công ty của chúng ta là công nghệ UFT. Nó đã rất là tiềm năng với số vốn rất là nhỏ, 50 đô cũng trở thành một cổ đông của công nghệ UFT. Nếu mà chúng ta đầu tư vào các công ty khác thì chúng ta phải có số vốn rất là lớn thì chúng ta mới đầu tư nắm giữ được cổ phần. Mà cũng rất là may mắn cho chúng ta đến thời điểm này cũng nhờ vào cái đạo luật crowdfunding của cựu tổng thống Obama ký cái đạo luật JOBS đấy, thì chúng ta mới có đủ điều kiện và khả năng
để chúng ta đà đầu tư với cái số vốn nhỏ như này. Xin chào bạn Lê Dung. Bạn Lê Dung là một cổ đông rất là tâm huyết của công nghệ UFT mà bạn cũng đã sở hữu được rất là nhiều cổ phần rồi. Cả gia đình bạn cũng đang đầu tư, mẹ bạn, em trai bạn và chồng bạn rất là tuyệt vời khi bạn có người chồng đồng hành cùng. Xin chào bạn Đình Hùng nha. Bạn Đình Hùng cũng là một cổ đông ở Anh đó à, sao nè? Bạn Hùng đây ạ. Vâng. Dạ em có biết đấy. Em À. Chào em có chị biết. Lăng nha. Lan Anh là ở Thái Lan nè, sao nè? Toàn là cổ đông nước ngoài rất là nhiều. Chào Đinh Niên nha. Không chỉ những người Việt Nam định cư ở Việt Nam đầu tư mà là người Việt Nam, miễn là người Việt Nam định cư ở bất kỳ một nước nào trên thế giới đều có quyền đầu tư. Khi mà mình biết là một cái công nghệ nó tuyệt vời, nó tiềm năng, nó tự do về tài chính, không phải cho bản thân mình mà cho gia đình mình, tương lai mình, hoặc là giúp ích cho xã hội để đóng góp một phần nhỏ bé của mình để mà tạo ra một cái môi trường như là ngài chủ tịch có nói là môi trường xanh đó, giải quyết tất cả các vấn nạn về giao thông. Tại sao chúng ta lại không góp sức cho mình một chút để lưu danh cho mình, để khi mà con cháu mình cũng biết đến, sau này con cháu có hỏi là tại sao biết đến công nghệ này mà không dám nắm giữ lấy một cổ phần để cho con cháu hưởng theo, khi đó thì làm sao mà chúng ta trả lời được, đúng không ạ? Trừ khi chúng ta muốn trả lời được câu hỏi đó là chúng ta phải có tư duy tích cực lên để nắm giữ lấy cổ phần và khao khát làm giàu thì nó sẽ làm giàu được cho mình. Khi chúng ta muốn làm giàu mà tư duy của chúng ta cứ tụt hậu, mà chúng ta cứ lên mạng mà chúng ta search vào cái scam lừa đảo đa cấp thì làm sao mà chúng ta dám nắm giữ cổ phần, làm sao mà chúng ta dám đầu tư, đúng không ạ? Em sao thì em sao, khi mà chúng ta đọc báo hay là chúng ta search một cái gì chúng ta phải là phải phải có kiến thức, cái gì đúng cái gì sai, và em sao nó luôn có cái suy nghĩ 2 triệu. Nếu đầu tư 1,2 triệu được 50 là 50 đô mà sở hữu 2.000 cổ phần, nếu mất thì mất 1,2 triệu chúng ta cũng không thể dẫn đến tự tử được. Nếu được thì chúng ta có cổ phần, chúng ta sẽ trở nên tự do về tài chính. Làm sao 1,2 triệu có thể mất đi đâu được, đúng không ạ? 1,2 triệu chỉ là một bữa ăn sáng hay là cà phê thôi. 1,2 triệu chúng ta không thể đầu tư kinh doanh quán ăn sáng hay mở quán bia hay mở tạp hóa được. Nhưng 1,2 triệu chúng ta cũng đã là cổ đông của công nghệ NFT, đã nắm giữ cổ phần. Hôm nay chị gái bên Nhật gửi tiền nhờ anh vào đô và chuẩn bị chốt 2 gói ghi danh. Chúc mừng anh và chúc mừng nhà đầu tư của anh ạ. Anh Bùi rất là tuyệt vời và năng lượng. Anh là một cổ đông rất là tâm huyết. Khi Rồi, rất nào là tuyệt vời. anh làm Cảm ơn anh em sao nha, rất là tuyệt vời luôn, rất là năng lượng là đã chia sẻ trong trong cái buổi livestream những cái thông tin hết sức là tuyệt vời đúng không ạ? Thì quý cô chú anh chị thấy đấy, cũng là một người em đúng không ạ, đã từng trải nghiệm làm công ở trong và ngoài nước, và cái điều rất là đáng 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 buồn đó là em lại có một người cha lại gì nhỉ, bị tai nạn giao thông. Vậy thì quý cô chú anh chị hình dung đi đúng không ạ? Vấn đề giao thông hiện tại giờ ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu nó là những cái vấn nạn đúng không quý cô chú anh chị? Chỉ trong tích tắc thôi thì là bạn sao có thể mất đi người cha rồi đúng không ạ? Vậy đó là những cái điều hết sức là đau thương. Vậy thì chúng ta có mong muốn có một cái công nghệ nào đó đúng không ạ, mà khi chúng ta tham gia giao thông đúng không ạ, nó không để lại những cái hệ lụy, nó không để lại những cái điều đau thương nữa. Đấy chính là cái công nghệ của chúng ta, UST của cô chú anh chị ạ. Đấy, giải quyết được cái bài toán tai nạn giao thông mà quý cô chú anh chị biết rồi. Một năm có 1,5 triệu người chết vì tai nạn. Tai nạn thôi, quý cô chú anh chị, nó còn lớn hơn cả dịch bệnh và chiến tranh cộng lại. Chết về tai nạn giao thông. Chúng ta ai cũng biết được rằng tham gia giao thông là cực kỳ nguy hiểm, đúng không ạ? Thế nhưng mà không, trong chúng ta cả 100 năm nay không ai tìm ra giải pháp, đúng không quý cô chú anh chị? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã có một nhà khoa học tìm ra được cái giải pháp giúp chúng ta tham gia giao thông một cách an toàn, thân thiện với môi trường, đúng không ạ? Và lại nhanh và rẻ khi chúng ta tham gia giao thông ở cái công nghệ đấy. Vậy thì quý cô chú anh chị có thấy là cái công nghệ của chúng ta nó có tính đột phá, nó có sự độc đáo, nó có đáp ứng nhu cầu của thị trường không quý cô chú anh chị? Nó có tuyệt vời không ạ?
đúng không ạ? Nếu như không tuyệt vời thì chắc chắn rằng RTA, Bộ Giao thông Dubai, đất nước Dubai, người ta sẽ không bao giờ mà cấp đất cho chúng ta xây dựng cái trung tâm thử nghiệm đâu, quý cô chú anh chị ạ. Đúng không ạ? Người ta đã thấy được cái tiềm năng của cái công nghệ của chúng ta. Người ta thấy được cái tương lai của cái công nghệ của chúng ta rồi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là rất là cảm ơn em Sao đã chia sẻ cho chúng ta. Cái thứ hai nữa là quý cô chú anh chị hình dung là nếu như chúng ta cứ mang một cái tư duy đó là làm công, đúng không? Thì giống như Hoàng biết thôi. Và em Sao cũng vậy, mười mấy năm đi làm công, chúng ta cũng không thay đổi được gì, đúng không ạ? Làm sao mà chúng ta có thể tận dụng cái công cụ làm công để đi đến cái đích đến của tự do tài chính được? Không có, đúng không ạ? Lịch sử chưa có ca nào như thế. Vậy thì Chính nếu xác. như ngày hôm nay, đúng rồi, nếu như ngày hôm nay biết và bạn em Sao không nhận ra được điều đấy, thì Hoàng biết và em Sao cũng giống như 95% số người, số đông hiện tại giờ đang gì, lao theo đồng tiền, đang làm nô lệ cho đồng tiền, quý cô chú anh chị ạ. Thì Hoàng biết và em Sao lại gì nhỉ, lại tinh ý hơn là ngoài cái việc chúng ta vẫn làm công việc của mình, đúng không ạ, thì chúng ta phải biết được để cho tiền làm việc, quý cô chú anh chị ạ, đồng tiền làm việc, đúng không ạ, chúng ta phải để cho tiền làm việc thì chúng ta mới nhàn nhã được. Cho nên là rất nhiều người, kể cả những người bạn của Hoàng biết á, em Sao ạ, khi mà gọi điện nói Vâng. một mời cà phê thì lúc nào họ cũng nói em bận lắm, đúng không ạ, bận lắm. Nhưng mà năm này bận, sang năm gọi vẫn bận, thì chứng tỏ rằng chúng ta phải nhìn nhận là xem tại sao chúng ta bận như thế mà chúng ta vẫn cứ nghèo, đúng không ạ? Chính Nếu như chúng ta bận mà chúng ta giàu á thì nó là một nhẽ. Đằng này lúc nào Chính cũng bận mà cứ nghèo thì chúng ta phải xem lại xem cách làm chúng ta đã đúng chưa, đúng không ạ? Đấy. mà Rất là con tuyệt vời. thả bận thì vẫn À, đúng nghèo rồi, chính xác. Cho nên là đúng Hoàng biết cũng giống như trong đội nhóm mình có cái câu nói đùa đấy. À, đấy, thằng đúng thằng không? nghèo mà rảnh Đúng rồi, đấy. Đấy, thà nghèo mà rảnh còn hơn bận vẫn nghèo. Tại sao chúng ta bận mà chúng ta vẫn nghèo? Thì lý do tại sao chúng ta lại cứ để cho mình bận mãi? Phải nhìn chính nhận xác. lại. Nhìn nhận lại. Đúng không? Đấy. Bạn à, chào bạn Thu Hà nhá. Tiềm năng công nghệ rất lớn, đúng rồi. Bạn bận mà nghèo là phải nghiên cứu chính chính mình chị ạ. Bùi Hiểm nói là bận mà nghèo là phải nghiên cứu chính mình, đúng rồi. Phải làm sao là chúng ta làm bất cứ một công việc gì, cái 6 tháng mà không đạt kết quả chúng ta phải chuyển dịch ngay, không phải để cả đời bị mắc bẫy, đúng không ạ? Nếu mà chúng Chính ta cứ xác. để cả đời chúng ta mắc bẫy là chúng ta chỉ có duy trì cái sự sống của, tức là sống qua ngày chờ qua đời thôi, quý cô chú anh chị ạ, đúng không ạ? Và như Chính thế xác. không phải là sống, mà chúng ta phải sống để chúng ta gì nhỉ, hưởng thụ, chúng ta chúng ta 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 làm những gì chúng ta thích, thực hiện được những cái điều chúng ta muốn cơ, thì đấy mới là cuộc sống đấy. Đúng Vậy thì nếu muốn, đúng rồi, muốn những điều đấy thì chúng ta buộc phải làm gì, quý cô chú anh chị? À, chúng ta buộc phải thay đổi cái đầu không? mình, thay đổi cách làm Tư chúng ta, duy đúng không? tích cực, Đúng tư rồi, duy tích cực thì sẽ hành động tích cực, mà hành động tích cực thì sẽ dẫn đến một kết quả to lớn. đúng Còn tư rồi. duy tiêu cực thì hành động mạnh mẽ hoặc hành động hoặc không hành động, không hành động thì dẫn đến là sẽ không có kết quả. Đúng Đúng rồi. Cho nên là rất là tuyệt vời. Cảm ơn em Sao rất là nhiều đã lên cảm ơn chị. livestream cùng chị và chia sẻ rất là nhiều thông tin tuyệt vời để mà cho tất cả quý cô chú anh chị nhìn nhận lại xem, đúng không ạ? Chúng ta có nên là mắc bẫy công việc không? Chúng ta có nên là bám trụ một công việc không? Đúng không ạ? Chúng ta có cần phải thay đổi ngay không? Bởi vì ngày hôm nay chúng ta không đạt được cái đích đến, không đạt được cái mục tiêu sống của mình, chúng ta cần phải chuyển dịch ngay lập tức, quý cô chú anh chị nhá. Và rất là cảm ơn em Sao, và chúc em cùng gia đình sẽ thật nhiều sức khỏe này, rồi sau đó là lan tỏa được nhiều cái giá trị của công nghệ OT này đến cho rất nhiều cổ đông, rất nhiều đối tác của mình, để mà họ có cơ hội để thay đổi, bứt phá cuộc đời mình từ những số tiền nhỏ nhất. Và chúc em cùng gia đình sẽ đạt được tất cả những mục tiêu trong năm 2023 này nhá. Và chúng ta sẽ lên Vâng, cố gắng lên top nhá, và cùng nhau đi Dubai để mà ngồi trên con tàu và gặp ngài chủ tịch em vâng. nhá. Cảm ơn chị đã mời em tham gia buổi live hôm nay, và em xin chúc tất cả quý cô chú anh chị em đang theo dõi live của chị một buổi tối rất là thư thả và một ngày nghỉ cuối tuần là thoải mái.
và chúc buổi tối mọi người ngủ ngon. Em xin xuống like, xin cảm ơn thank chị, chúc chị buổi tối vui rồi, cảm ơn vẻ. em rất là nhiều, rất là biết ơn em rồi rồi Và cảm ơn em nhiều. Wow, chúng ta vừa giao lưu với một cổ đông rất tâm huyết của Hoàng Biết, của tập đoàn chúng ta ở thị trường Vĩnh Phúc với cô chú anh chị ạ. Đấy cũng là một cô, một người em thôi, đúng là mười mấy năm trải nghiệm làm công, thế nhưng mà gì cuộc sống vẫn không hề thay đổi, và em đã gì nhỉ, em đã nhận ra được điều đấy. Cái quan trọng là mình nhận ra được điều đấy quý cô chú anh chị nhá, nhận ra và sau đó là chuyển dịch. Còn nếu chúng ta không nhận ra, đúng không ạ, thì đó là một cái điều hết sức là đáng buồn cho cuộc đời chúng ta. Đấy, bận mà nghèo. À, chào Cường Lê nhá, chào Đàm Hiền nhá. Tiềm năng công nghệ rất lớn, đúng rồi. Chào, cảm ơn Lan Anh. Chào Lê Thu Hà nhá. À, chào bà Cường Lê, một người bạn rất là tuyệt vời của Hoàng Biết ở Cờ Rồng Năng, mang một cái tư duy đó. Rồi, chúc mừng em Bùi Hiểm nha. Lại có hai gói vinh danh. Đợt này hệ thống của Bùi Hiểm chắc rất nhiều gói vinh danh đúng không? À, Lan Anh là Đài Bắc đúng không? Rồi, quá tuyệt vời luôn. Rất là cảm ơn bạn Lan Anh nhá. À, chào chị Nguyễn Trinh nhá. À, thật sự là ngày hôm nay khi mà đang ngồi với live stream với tất cả quý chú chị đây mà không biết cảm thấy hừng hực, bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều những thông tin từ tất cả các 80 cổ đông hiện tại giờ đang ở Dubai gửi về chúng ta đúng không ạ? Wow, những thông tin hết sức tuyệt vời của quý chú chị ạ. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là nhìn, quả là cổ đông tâm huyết, nhà em máu lửa chị ạ. Quá tuyệt vời luôn. À, nhà em là đợt này chắc vinh danh 20 gói không? Quá tuyệt vời nha, Bùi Hiểm nha. Em rất năng lượng đúng không? Cho nên là đội nhóm mình cũng rất là tuyệt vời đấy. Nên là chỉ cần chúng ta có được những năng lượng tích cực đúng không ạ, thì chúng ta sẽ hút được những người cùng chừng năng lượng, cùng chừng tư duy. Và luôn luôn chúc mừng em Bùi Hiểm. Hello chị Nguyễn Trinh nhá. Chào chị, chào Trịnh Thị Thanh. Chào cô Thanh nhá. Cô Thanh hay chị Thanh nhỉ? Cô Thanh nhá. Và thì chúng ta đã biết được là cái công nghệ chúng ta ngày hôm nay nó không phải là một cái công nghệ đúng không ạ? Mà nó đơn thuần đúng không ạ? Mà nó là một công nghệ mang tầm nhìn một thời cuộc, quý cô chú anh chị ạ, mang tính nhân văn, đúng không? Vì sao Hoàng Bích lại nói như thế? Bởi vì cái công nghệ chúng ta nó không phải là một cái công nghệ giải quyết được một nhóm khách hàng trong xã hội chúng ta, mà nó giải quyết được cả một vấn đề của thời thời đại của cô chú anh chị ạ. Một công nghệ mà nó giải quyết cả một vấn đề của thời đại, chứ không phải là giải quyết cho một nhóm khách hàng hoặc một đối tượng khách hàng nào đấy, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, vậy thì chúng ta mới nhìn nhận là gì nhỉ? Giao thông hiện tại bây giờ chúng ta đã biết rồi, gặp rất nhiều vấn đề. Cái câu chuyện của em sao hồi nãy Hoàng biết nói đúng không ạ? Chỉ trong tích tắc thôi em sao đã mất đi một người cha, đúng không ạ? Đấy chính là tai nạn giao thông. Rồi gì? Ô nhiễm môi trường. Và đấy cũng là vấn đề mà hiện tại giờ cả thế giới đang rất quan tâm. Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, đúng không ạ? Và cái vấn đề gì quý cô chú anh chị nhỉ? Vấn đề tắc đường, đúng không ạ? À, chào anh Nguyễn Đạt nha. Còn ba vị đang ở hàng đợi. Nếu thuận lợi thì sẽ có 3 tỷ phú tương lai ghi danh nữa chị ạ. Wow, quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng em Bùi Hiểm nha. Đúng là tuyệt vời luôn đấy. Trời ơi, chị phải là ngưỡng mộ em luôn đấy nhá, Bùi Hiểm nha. Ngày hôm nay mà chúng ta giúp được ai mà được thực hiện được gói ghi danh, đúng là gì đã đang giúp cho ba đời của họ, đúng không ạ? Một gói ghi danh mà định giá 1 đô thôi là gia đình họ đã có 10 tỷ. Nhưng khi lên sàn thì không có cái chuyện 1 đô đâu, quý cô chú anh chị ạ, đúng không ạ? Còn nếu 10 đô thì 100 tỷ, quý cô chú anh chị ạ, 100 tỷ, 10 đô. Nhưng mà tập đoàn chúng ta thì liệu rằng có lên lên sàn 10 đô không? Nếu là lên sàn 100 đô lý, 1.000 tỷ, lực đòn bẩy kinh khủng khiếp, đúng không ạ? Quá, cho nên là chúng ta cần phải gì tận dụng nhá. Hoàng biết thì đã có 14 gói rồi. Vinh danh 14 gói quý cô chú anh chị ạ. À, cho nên là Hoàng biết cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là biết ơn ngài chủ tịch, người đã tạo ra cái cơ hội cho tất, và sẽ là cái cơ hội của ngài sẽ tạo, sẽ thay đổi cả triệu triệu người trên toàn cầu. Triệu triệu người trên toàn cầu, đúng không ạ? Một con người mà tạo ra một cái giá trị rất 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 lớn, rất lớn, rất lớn, đúng không ạ? Không chỉ giá trị về vật chất mà giá trị về mặt gì, tinh thần, về
về về môi trường, về biến đổi khí hậu, về đúng không ạ? Cho nên là cái công nghệ của ngài nó gì mang tính thời cuộc, đúng không ạ? Nó nhìn thấy được cái con đường tương lai như thế nào. Quý cô chú anh chị ạ, quý cô chú anh chị ạ, một cái công nghệ mà nó mang tính thời cuộc và chúng ta có thể nhìn thấy được cái tương lai như thế nào đấy. Nghe mà năng lượng quá em. Em cảm ơn chị Nguyễn Trinh nhá, chào hết cổ đông tâm huyết. Em cảm ơn, em chào anh Nguyễn Đạt ạ. Đàm Hiển, chào bạn Đàm Hiển nhá. Vậy thì chúng ta thấy gì nhỉ? Với một cái nhà khoa học, một người tâm huyết, đúng không ạ? Tâm huyết đã vượt qua được những rào cản, vượt qua được tất cả những khó khăn, đúng không ạ? Và cả giới hạn về tiềm năng công nghệ của chúng ta, và cả giới hạn về tiềm năng công nghệ. Tại sao mà trước đây á, khi mà ngài đưa công nghệ này ra đời, cả thế giới quay lưng? Bởi vì cái giới hạn về cái công nghệ này, đúng không ạ? Cái giới hạn, cái nhận thức của con người về cái công nghệ này, đúng không ạ? Nó còn có sự hạn chế, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngài vẫn gì nhỉ? Kiên trì, kiên tâm, kiên nhẫn, đúng không ạ? Bởi vì cái tầm nhìn của một nhà khoa học không thể nào mà chúng ta nhìn là chúng ta chỉ nhận ra được đâu của câu chuyện chạy, đúng không ạ? Cả tất cả các cả thế giới quay lưng cơ mà, đúng không ạ? Và thì chúng ta thấy là một con người mà họ đã tâm huyết cả cuộc đời, đúng không ạ? Và gì? Đã vượt qua rất nhiều rào cản, đúng không ạ? Vượt qua rất nhiều cái sóng gió khó khăn, đúng không ạ? Và cả cái giới hạn về tầm nhìn của công nghệ nữa, của câu chuyện chạy. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là đấy chính là cái gì nhỉ? Cái quyết định, đúng không ạ? Quyết định để tạo ra một cái bước đột phá lớn về một cái công nghệ mà hiện tại bây giờ thế giới đang đang đi tìm kiếm. Cứ một gói ghi danh 10 đô là trong tay có 105 tỷ. Đừng đắn đo 5.000 đô mà hãy nhìn vào 105 tỷ, chính xác. Quá tuyệt vời luôn bạn em Bùi Hiểm ạ. Chính xác luôn ấy. Nên chúng ta đừng có nhìn thấy cái 5.000 đô chúng ta là lớn, đúng không? Sau này chúng ta là không chỉ là 105 tỷ đâu, mà còn gì? Có thể là gì? 1.000 tỷ, đúng không ạ? Nên định giá nó rất đúng rồi, 1.000 tỷ, đúng rồi đấy. Sưởng may, chào Sưởng may Hoa Cường nha, chào Nguyễn Thị Ngoan nha, chào Minh Tâm nha, bạn là hiền của mình. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Một cái công nghệ mà nó đáp ứng được rất là nhiều, là giải quyết được vấn đề của thời đại, thì chắc chắn rằng là gì nhỉ? Nó sẽ gì? Nó sẽ có cái thị trường, cái thị phần rất lớn, đúng không ạ? Ở trên toàn cầu của chính trị ạ. Đấy, ví dụ như là bây giờ chúng ta thấy châu Âu đi, đúng không ạ? Lộ trình của châu Âu trong năm 2035 là gì? Là gì nhỉ? Là có nghĩa là từ biệt với cái động cơ đốt trong, đúng không ạ? Và chúng ta cũng biết được cái giao thông của châu Âu hiện tại bây giờ như thế nào, đúng không ạ? Đang gặp vấn đề như thế nào? Cô chú anh chị biết là đợt bão tuyết vừa rồi, đúng không ạ? Có những con đường mà tuyết nó dày lên hơn 1 mét, đúng không ạ? Giao thông gần như là tê liệt, đúng không ạ? Và tất cả những quốc gia này họ đang rất quan tâm về những cái công nghệ giao thông tiên tiến, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể roi vào những cái thị trường đấy, đúng không ạ? Công nghệ chúng ta thì nhà cái công nghệ chúng ta nó là một công nghệ giải quyết vấn đề của cả một thời cuộc, là vì vậy rồi chúng ta roi vào cái thị trường Trung Đông UAE, đúng không ạ? Ngày hôm nay lý do tại sao Vương quốc UAE lại cấp 28 hecta đất miễn phí để chúng ta xây dựng cái trung tâm thử nghiệm tại tại Sharjah, đúng không quý cô chú anh chị? Vì sao? Vì bởi vì họ thấy được cái tương lai công nghệ của chúng ta nó rất lớn, tiềm năng của công nghệ chúng ta rất lớn, và chính cái công nghệ chúng ta sẽ giải quyết được những cái vấn đề giao thông tại đất nước của họ, quý cô chú anh chị ạ. Bởi vì sao? Hiện tại bây giờ UAE là cái thứ nhất là đới nóng, thứ hai nữa là gì? Là bão cát, đúng là sa mạc. Cho nên cái giao thông của họ gặp rất nhiều khó khăn. Cả trăm năm nay họ vẫn chưa tìm ra giải pháp, quý cô chú anh chị ạ. Đúng rồi. Giao thông truyền thống chỉ cần một đợt bão cát đi qua thôi là san lấp các con đường, ảnh hưởng rất lớn về vấn đề lưu thông hàng hóa.
23 tháng 9 vừa rồi, năm 2022 đã đưa công nghệ chúng ta là công nghệ tốt nhất, đúng không, sang triển lãm InnoChan tại Berlin và Đức. Một cái cuộc triển lãm mang tầm quốc tế của cô chú anh chị ạ. Và ngày mùng 8, mùng 9 tháng 2 năm 2023 vừa rồi, đúng không ạ? Thế chính Vương quốc Dubai, đúng không ạ? Thì cũng tổ chức một cái diễn đàn đầu tư thu hút tất cả những cái nhà đầu tư lớn, những cái nhà đầu tư mang tầm quốc tế, đúng không ạ? Để đầu tư vào cái cơ sở hạ tầng và đất nước của họ. Và thông qua đó cũng quảng bá cái công nghệ chúng ta ra toàn cầu của cô chú anh chị ạ. Chúng ta cho nên chúng ta cảm thấy là gì nhỉ? Rất là tuyệt vời khi một công nghệ đẳng cấp mà lại còn được nhà giàu đánh đánh bóng, đúng không ạ? Chào anh Phúc Duy nhá. Anh Phúc Duy là một một người anh Hoàng biết cũng vừa mới quen, và anh ấy là làm cũng làm bên 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 công an, đúng không ạ? Đấy, cho nên là em rất là cảm ơn anh Phúc Duy nhá, đã vào livestream của em nhá. Chào chào Trọng Trọng Lê Lợi nhá. Chào em Thu Lê nhá. Thu Lê là một cổ đông rất là tuyệt vời, một cổ đông rất là tâm huyết, một người em rất là nhiều kiến thức chuyên sâu. Và rất là ngưỡng mộ em Thu Lê, bởi vì cái năng lượng, đúng không ạ, và cái tư duy tầm nhìn của em rất là lớn. Chào em Thu Lê nha. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Khi chúng ta roi cái công nghệ chúng ta vào cái thị trường châu Âu, khi chúng ta roi công nghệ chúng ta vào cái thị trường Trung Đông, đúng rồi, thì chúng ta thấy là nó quá là kinh khủng, đúng không ạ? Và chúng ta biết được rồi, chúng ta biết được rằng là công nghệ chúng ta nó mang tính thời cuộc là vì vậy, quý vị chính trị ạ. Không, công nghệ chúng ta nó không phải là gì nhỉ? Nó không phải là một cái giao thông đơn thuần, mà nó là gì nhỉ? Là cả một hệ thống giao thông, quý vị chính trị nhá. 100% là bằng trí tuệ nhân tạo AI không người lái, quý cô chú anh chị ạ. Cả cái hệ thống là vận hành bằng mạng lưới giao thông, bằng công nghệ, bằng trí tuệ nhân tạo, nó không hề dễ, đúng không cô chú anh chị? Thế nhưng mà cái công nghệ chúng ta đã làm được, đúng không ạ? Và chính Israel, đúng không ạ, một cái nôi của nền công nghệ tiên tiến nhất của thế giới về công nghệ đấy. Và khi mà họ có mặt tại trung tâm thử nghiệm của chúng ta ở Sharjah, ở khu vực Trung Đông, thì họ đã nhận định là cái công nghệ chúng ta vượt xa với những gì mà thế giới đang có, quý cô chính trị, vượt xa với những cái gì mà thế giới đang có, cả về cấu trúc này, đúng không, cái cấu trúc, về cách vận hành công nghệ, về cái tính thông minh, đúng không, tất cả mọi thứ đều vượt xa, quý cô chính trị. Vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cái công nghệ chúng ta nó mang hàm lượng trí tuệ rất lớn, rất cao, là vì vậy, quý cô chú anh chị nhá. Vậy thì để mà vận hành một cái hệ thống giao thông, nó không phải không hề đơn giản giống như chúng ta sản xuất một cái xe, đúng không ạ? Chúng ta làm một con đường đơn thuần đâu, quý cô chú anh chị ạ, đúng không ạ? Mà nó là cả hệ thống vận hành công nghệ tối ưu nhất 100 cây số, chúng ta chỉ cần một người vận hành thôi. Quý cô chú anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Giống như đường Cát Linh Hà Đông á, đúng không? Cũng 13 cây số nhưng phải hơn hơn 600 nhân viên vận hành. Chúng ta thấy là chi phí có nhiều không quý cô chú anh chị? Rất rất nhiều, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì chúng ta thấy là hiện tại bây giờ là tất cả cái công nghệ chúng ta là gì nhỉ? 100 cây số chỉ cần một người vận hành, đúng không ạ? Đây chính là một cái công nghệ mà chúng ta thấy là gì? Nó dường như là tối ưu, giảm thiểu tối ưu tất cả những cái gì cồng kềnh nhất, đúng không ạ? Đấy, cho nên chính vì vậy cho nên là mới phải nghiên cứu hơn 40 năm của một nhà khoa học đại tài, cô chú ý ạ. Nghiên cứu hơn 40 năm của một nhà khoa học đại tài. Chứ nếu như nó đơn giản thì chắc chắn là không mất quá nhiều thời gian như vậy, đúng không ạ? Nó quá là hàm lượng trí tuệ cao, nó quá là đẳng cấp, đúng không ạ? Và những người bình thường thì chắc chắn là không thể nào mà nhận ra được rồi, đúng không ạ? Cho nên là gì? Cho nên là khi cái ngày đầu tiên mà cái công nghệ chúng ta ra, ngài chủ tịch đưa công nghệ chúng ta ra, đúng không, ngài còn phải vượt qua được cái giới hạn tầm nhìn, đúng không, giới hạn tầm nhìn của cô chú anh chị ạ, của cái công nghệ chúng ta về trong cái thời điểm đấy mà, đúng không ạ? Phải gì nhỉ, phải cho người ta thời gian, đúng không ạ, mở cái tầm nhìn, mở cái tư duy ra thì chúng ta mới biết được nó đỉnh lên như thế nào, nó đẳng cấp như thế nào, nó đột phá như thế nào, nó khác biệt ra sao, đúng không ạ? Đấy.
chứ không phải là một ngày hai ngày một những người bình thường ta là tiếp cận được ngay đâu quý cô chú anh chị, rất là khó đúng không ạ? Cho nên là lý do tại sao mà khi mà mình đi chia sẻ rất nhiều người họ nói là ui trời ơi đừng có mơ hão nữa, đừng có ảo tưởng nữa, đừng có ao đúng không ạ, đừng có ở đó mà a b c d z đúng không ạ? Đấy chính là cái suy nghĩ hạn hẹp của họ, bởi vì họ không thể nào hình dung ra được đúng không ạ? Chứ còn tư duy tầm nhìn của một nhà khoa học thì nó khác đúng không ạ? Tầm nhìn của nhà khoa học là tầm nhìn 100 năm 1.000 năm đúng không ạ? Cho nên là mình không thể nào mà lấy cái tư duy hạn hẹp của mình mà đánh giá một cái công nghệ mang tầm cỡ quốc tế được đúng không ạ? Nếu như mà công nghệ chúng ta mà không không độc đáo đúng không ạ, không đột phá, không đáp ứng nhu cầu thì chắc chắn rằng á cái đất nước Dubai đúng không ạ, đúng không ạ, các tiểu vương quốc Ả Rập chắc chắn cũng không bao giờ cấp đất và đón nhận công nghệ chúng ta đâu cô chú anh chị, đúng không? Người giàu chắc chắn họ vô cùng giỏi, họ rất giỏi đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cứ gì nhỉ, chúng ta lại chưa giàu mà chúng ta đã gì rất giỏi phán đúng không ạ? Chúng ta không giàu nhưng chúng ta lại rất giỏi phán, mà phán là bằng cái tầm nhìn người ta gọi là ếch ngồi đáy giếng của chúng ta thôi đúng không ạ? Chúng ta cứ lấy cái tầm nhìn hạn hẹp của chúng ta ra để chúng ta phán cả thế giới, đó là một cái điều nó rất là hão huyền mà chúng ta lại không nhận ra. À, chúng ta lại không nhận ra, chúng ta cứ tưởng là mình là giỏi lắm rồi đúng không, mình là giỏi lắm rồi, mình cao siêu lắm rồi, mình giỏi lắm rồi, thế nhưng mình chả giàu, mình suốt ngày cứ còng lưng ra rồi làm đến chết cũng chả giàu, và trong khi rất nhiều người họ chả bao giờ nói mình giỏi, thế nhưng mà họ lại vô cùng nhàn nhã và sở hữu rất nhiều khối tài sản lớn đúng không ạ? Vậy thì cái khác nhau ở đây Hoàng biết không trách ai cả, mà cái khác nhau ở đây là cái nhìn nhận của mỗi người, cái nhìn nhận của chúng ta như thế nào thì cuộc đời chúng ta như thế đấy đúng không ạ? Quý cô chú anh chị hình dung mà cũng là một vấn đề đúng không ạ? Mà chúng ta nhìn nhận tích cực, chúng ta biết thấy thấy được cái tích cực của nó đúng không, giống như công nghệ chúng ta thôi đúng không ạ? Mà chúng ta đón nhận nó, nhận diện ra được, phải biết nhận diện ra được nhé quý cô chú anh chị nhé, phải có tư duy tầm nhìn để nhận diện ra được cái giá trị và cái không giá trị đúng không ạ? Cái nào là đầu cơ, cái nào là đầu tư đúng không ạ? Cái nào là cục đất, cái nào là kim cương đúng không ạ? Vậy thì cái, cho nên là người ta mới nói là cái đầu để làm gì, đầu để chúng ta suy nghĩ phán xét, nhưng phải dựa trên những cái cơ sở kiến thức đúng, chỉ khi chúng ta nhận định đúng thì chúng ta mới cho chúng ta kết quả đúng được. Cứ cứ chính trị nhận định hành động đúng, nhận định đúng hành động đúng tạo ra kết quả đúng, còn cả mà họ nhận định sai thì đừng mơ bao giờ có kết quả đúng được đúng không ạ? Một nhà khoa học người ta cống hiến cả gì cả 40 năm mà ngày hôm nay chúng ta phán một câu là ôi trời ơi ảo tưởng thì chết rồi đúng không ạ? Ảo mà bây giờ quý cô chú anh chị hình dung này, ảo mà ngày hôm nay tất cả các chính phủ người ta đến tham quan cái trung tâm thử nghiệm chúng ta, khao khát mong muốn đưa cái công nghệ chúng ta về đất nước của họ đúng không ạ? Đây không phải là cái câu chuyện mà chúng ta cứ nói là được, mà chúng ta phải nhìn nhận xem nó là cái gì, nó là cái thứ gì mà